Thưa quý vị, nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình ô cốp để nâng cao chất lượng các sản phẩm, khơi dậy tiềm năng lợi thế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là chương trình ô cốp năm 2023 theo đó sẽ hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia các kỳ hội chợ triển lãm ô cốp, xúc tiến thương mại thông qua các hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa trong và ngoài tỉnh, góp phần quảng bá sản phẩm ô cốp và sản phẩm tiềm năng ô cốp của tỉnh, hỗ trợ phát triển thương hiệu sản phẩm ô cốp cho các tổ chức cá nhân tham gia trên các sàn thương bài điện tử, theo dõi diễn biến thị trường nhằm định hướng phát triển thị trường các sản phẩm ô cốp thực hiện quản lý nhà nước và hoạt động thương mại đối với hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, điểm giới thiệu bán sản phẩm ô cấp hỗ trợ hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia chương trình ô cấp, hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục tự công bố đối với các sản phẩm do ngành công thương quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành trước khi đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường, lập kế hoạch danh sách hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhằm tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm cho các tổ chức và cá nhân tham gia chương trình ô cấp.